Thưa quý vị, trong ít phút dành cho thể thao hôm nay, mời quý vị theo dõi giải bóng đá dành cho hội của động viên câu lạc bộ Đồng Tháp Long An tổ chức vào sáng hôm qua. Tiếp tục thực hiện các hoạt động thường xuyên của hội, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết thương yêu của các nhóm cổ động viên đóng trên địa bàn tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Sáng hôm qua trên sân vận động Sàng Đông, hội cổ động viên câu lạc bộ Đồng Tô Long An đã tổ chức giải bóng đá mini giao hữu dành cho những người yêu thích đá bóng và yêu thích câu lạc bộ Đồng Tô Long An đông đảo các cổ động viên tháp tùng 4 đội bóng thuộc các nhóm cổ động viên tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Long An đã tham gia giải bóng đá này. Buổi lễ khai mạc thêm phần rộn rã trẻ trung bởi chương trình biểu diễn cây nhà lá vườn của chính các cổ động viên từng cổ động tại các trận đấu của câu lạc bộ Đồng Toan Mang. Nhân dịp này, hội cũng đã trao áo cổ động tượng trưng các thành viên mới gia nhập. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng tiến hành bốc thăm đấu lại trực tiếp. Hai đội thắng được tranh chung kết hai đội thua tranh hạng 3. Trong trận đầu tiên, đội của đồng viên Đồng Tron Mang ở thành phố Hồ Chí Minh thắng đội của đồng viên Đồng Tron Mang tại Bến Lức là Sĩ Thái với tỷ số 4-3. Trong khi đó, đội của đồng viên Đồng Tron Mang tại thành phố Hồ Chí Minh có tên là BTP đã thắng cổ đồng viên Đồng Tron Mang tại Long An với tỷ số 9-4. Trong trận tranh hạng 3, cổ động viên tại Long An thắng đội Sĩ Thái và ở trận tranh chung kết, BTB thắng hội cơ động viên tại thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 96 đoạt chức vô địch. Thưa quý vị, chiều hôm qua trên sân phụ tỉnh Long An, giải bóng đá mừng ngày doanh nhân Việt Nam cúp báo Long An lần thứ 6 năm 2014 đã diễn ra hai trận đấu trong loạt trận thứ hai. Vào lúc 14 giờ 30 phút, đội Blanco gặp đội Dũng Phong. Kết quả cuối cùng, đội Dũng Phong giành được chiến thắng xích sao trước Blanco với tỷ số 4-3. Như vậy, sau hai trận thua, Blanco đang chìm vào vị trí rất thấp tại bảng xếp hạng, trong khi Dũng Phong với hai trận toàn thắng đã vươn lên đứng đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối. Trận thứ hai trong chiều hôm qua, U19 Đồng Tô Long An có trận đấu thứ hai gặp đội Bảo Tính. Kết quả sau cùng, hai đội bất phân thắng bại khi mỗi bên ghi được hai bàn thắng. Như vậy, hai đội U19 và Bảo Tính có cùng 4 điểm chia nhau vị trí thứ hai và thứ ba. Vào chiều Chủ nhật tới 12 tháng 10 năm 2014, loạt trận thứ ba giải bóng đá mừng ngày doanh nhân Việt Nam cúp Bảo Long An lần thứ 6 năm 2014 sẽ diễn ra loạt trận thứ ba cũng trên sân vận động phụ tỉnh Long An như sau. Lafoco gặp Bảo Tính và Dũng Phong gặp U19. Thông tin thể thao giờ rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát Thanh và Trung hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.